Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chị Yến Nồi Cơm Điện. Và đây là Lộc Nguyên chị. Giờ mấy bạn biết mình đi đâu không? Lạnh quá. Lạnh lắm rồi bạn ơi. Nhưng mà không phải Đà Lạt đâu nha, đây là Hà Nội đó. Hà Nội. Đây là đêm, lúc đây là 10 giờ rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi cà phê ở ngay giữa rừng núi gì đó ta. Không biết nói gì hết, giữa rừng núi gì đó rất là lạnh. Xíu nữa cho mọi người xem. Mình sẽ quay cho mọi người xem. Yeah, yeah, okay. Để cái gì là cái gì? Trời, đi cái đường gì vậy? Đi cà phê gì mà ghê vậy không? Đường này là đường nò núi luôn. Cà phê lên núi nè mọi người. Ôi trời. Đây các bạn ạ. Hôm nay em mang đến cho anh một siêu phẩm. Quá lạ luôn mọi người ơi. Đi đường sợ không? Không. Đi đường sợ không? Ừ là sợ lắm nhưng mà tới đây nó ấm áp liền. Ồ lạ chưa mọi người. sợ không? Đây là lần đầu tiên mà mình thấy một cái quán cà phê mà giữa rừng luôn á mọi người. Nay tụi mình review quán cà phê giữa rừng cho mọi người xem luôn á. Quay xung quanh này cây không à, thấy không? Một cái đường này đen thui thùi lùi. Quay mấy này tới thui luôn á. Đó. Cây cối không à. Đó. Đây. Mà đó, đây quay lớn. Khung cảnh này, bà quay khung cảnh này. Đây là tùm lum màu đen nè, được nguyên cái quán cà phê ở giữa đâu. Nguyên vô đứng đây. Đứng lên đây nè. À đứng lên đây bà chiếu nguyên khung cảnh nào mới thấy được. Đó. Nhìn đi. Mọi người thấy không mọi người? Quán cà phê giữa rừng luôn, quán cà phê trên xe buýt nè. Quá tuyệt. Đó. Không hiểu tại sao luôn. Quá. Bây giờ mình vô vô thôi nào. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Yeah. Chào anh. Hello. Quán cà phê có 102 nha. Vậy mấy bạn nghe nhạc gì không? Ở đâu mà anh có được cái ý tưởng mà làm một cái quán cà phê giữa rừng thế anh? Nó là một cái đam mê em ạ. Đam mê. Vậy mấy bạn nghe được cái nhạc gì không? Ê em ăn qua. Đúng tình à em. Wow. Cơn gió đông đưa khe mắt chim vào em, lạc vào say mê tên tê như tên tân ngồi ơ. Được các bạn, hôm nay mình xin phép được thể hiện các khúc em mang qua Trước mặt tổng đồng huyên. Đây là một bà mùa rượu bất tượng. Make some noise. Make some fucking noise. Cho em lại đi đầu em. Later. Ủa làm gì vậy? Ngồi gì vậy? Làm bình gì vậy? Ồ cái này là hạt đó. Ồ hạt hả? Cái con hạt là 1000 con hạt nè. Wow, ai gấp gì? Vậy? Cái này là... Cái này nó có tờ 1000 gấp hình trái tim nữa nè. Đâu? Tờ 1000 gấp hình trái tim. Đây là chắc là... À. Có cũng cả trăm con hạt đó. À. Ồ cái không gian này rất là hợp để quay MV cũng được, sống ảo cũng được.
Cái là ấm cúng. Cái này là nguyên một chiếc xe buýt đó nha các bạn. Lạnh hả? Tự nhiên đang ngồi ở trên trời đâu ra rớt xuống bốn cái ly nước, thì nước để uống không lẽ để nhìn trời. Và mình hỏi nó là nước gì, người ta bảo là nước táo, mình uống như là rượu vậy á. Còn cái khô đỏ đỏ ngoài kia mấy bạn biết không, cái khô đó su quỳnh ai nghiền luôn á. Còn đây là ông Nguyên ông đang ngồi hát cái gì đó mèo méo meo mèo meo. Yeah. Vô ngồi đi anh. Tiếng ve kêu có một Mày đừng có đi, có người bắt đó. Có ma đó. Ôi, có ma đó. Không thật. Có ma. Sợ ma hả? Trời ơi, các bạn ơi, tôi thui thôi các bạn. Cái chuyện vô giật quá. Ghê lắm. Đây là cái đầu xe buýt, một chiếc xe buýt. Đây là một cái đầu, một chiếc xe buýt. Đó. Hyundai. Sao Hyundai nha các bạn. Không hiểu tại sao mà một chiếc xe có thể chạy từ ngoài rừng núi vào đây được, hay thật. Mình không nghĩ luôn á. Tối thui luôn mọi người ơi. Bên đây cũng có một cái quán thôi. Còn lại là cái đường nó tối thui luôn á. Rất là kinh dị. Thế có ai sau lưng bà kìa. Đây đây là một cái quán gì đây nè. Còn lại là tối thui hết nha mọi người. Mình lạnh quá. Rồi, các bạn có nghe những câu chuyện gì ở đây không? Mình nhớ các bạn. Ngày xưa nhớ trên một cái ngọn núi. Ê dạ. Ngọn núi như thế này. Có hai người. Một người con trai, một người con gái. Im. Bây giờ là 12 giờ đêm đó mấy bạn ơi. Lát nữa tụi mình ăn bạn ngủ ngon. Sẽ có các anh đưa về kia nên sẽ không sợ. Bye bạn bye. Ngủ ngon nha, coi chừng có ngủ Nguyên sốc nha. Tiền đó à, xin chào. Mấy bạn hãy ủng hộ tụi mình bằng cách like và subscribe kênh YouTube. Yeah. Nhớ ủng hộ âm nhạc của Lâm Nguyên nha. Bye.